các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Dầu tẩy trang có thật sự không gây nhờn da? Dầu tẩy trang là một loại gel lỏng gồm hai thành phần chính là dầu và chất nhũ hóa. Hadley King, bác sĩ da liễu tại New York cho biết, nguyên tắc hoạt động của dầu tẩy trang là phân tử dầu sẽ len lỏi vào lỗ chân lông, hút sạch dầu nhờn, kem nền, cặn trang điểm. Tiếp theo, chất nhũ hóa sẽ hòa tan dầu và bụi bẩn thành dạng sữa để nước dễ dàng lấy đi tất cả tạp chất trên da, giúp da sạch sâu toàn diện. Tiến sĩ King nói thêm, sữa rửa mặt dạng dầu có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn có một làn da khô hoặc nhạy cảm, vì nó thường ít làm mất đi lớp dầu tự nhiên hơn so với sữa rửa mặt dạng nước. Dầu tẩy trang là một cách để cung cấp cho da của bạn axit béo. Đây là chìa khóa để giúp khóa ẩm. Bạn có thể tìm kiếm các loại dầu đặc biệt giàu axit béo, vốn được tìm thấy tự nhiên trong các tuyến bã nhờn của con người, có tác dụng bao phủ da, cung cấp độ ẩm. Axit linoleic còn giúp hỗ trợ và sửa chữa hàng rào bảo vệ da, tăng độ ẩm, tăng độ đàn hồi và mềm mại. Dầu tẩy trang có thể là món quà tuyệt vời đối với những người có làn da khô, nhưng ngay cả những người có làn da nhờn cũng có thể được hưởng lợi từ chúng. Điều cần lưu ý là bạn nên tìm các loại dầu tẩy trang được chiết xuất từ các thành phần không gây dị ứng, bao gồm dầu jojoba, thầu dầu hay hành nhân. Bên cạnh những hiệu quả của dầu tẩy trang, cũng có nhiều ý kiến phản hồi về việc sử dụng dầu tẩy trang sẽ khiến da tiết nhờn nhiều hơn và thường xuất hiện mụn ẩn, mụn bọc. Bác sĩ King nói, hầu hết các trường hợp sử dụng dầu tẩy trang sau đó bị mụn đều là do thực hiện quy trình tẩy trang sai cách. Chính vì thế, bạn cần phải cẩn thận và thực hiện đúng quy trình tẩy trang. Với đặc tính vốn có, dầu tẩy trang nên được sử dụng trên vùng da khô ráo. Chỉ có môi trường này mới phát huy rõ hiệu quả của sản phẩm. Nếu gặp nước, dầu trong tẩy trang chưa kịp tiếp xúc bụi bẩn, đã bị nhũ hóa, sẽ làm sản phẩm giảm công dụng. Khi da chưa sạch, thì mụn sẽ có cơ hội phát triển. Tiếp theo đó, nhũ hóa là bước cần thiết sau khi massage dầu tẩy trang trên da mặt. Đây cũng là bước nếu không cẩn thận sẽ khiến dầu tẩy trang cho dầu phản tác dụng. Sau khi lớp dầu hòa tan và hút sạch bụi bẩn, đừng nên rửa mặt ngay lập tức. Thay vào đó, bạn hãy làm ẩm da mặt và massage để nhũ hóa diễn ra cho đến khi dầu hóa thành dạng sữa. Bạn massage nhẹ nhàng khoảng 1 phút rồi thực hiện quá trình rửa mặt sạch với nước. Da dầu mụn vẫn có thể sử dụng được dầu tẩy trang, nhưng cần cẩn thận trong việc lựa chọn đúng loại và thực hiện tẩy trang đúng cách để không làm tình trạng mụn nặng thêm. Cụ thể, cách dùng dầu tẩy trang cho da dầu mụn như sau. Bước 1. Rửa sạch mặt với nước ấm, không nên rửa bằng nước lạnh trước khi tẩy trang. Nước lạnh sẽ làm các lỗ chân lông đóng lại và các lớp trang điểm sẽ gây bít tắc lỗ chân lông, làm gia tăng các vấn đề về mụn hoặc viêm chân lông, viêm da. Bước 2. Rửa mặt sạch bằng loại sữa rửa mặt dành cho da mụn, massage da mặt trong vài phút. Bước 3. Rửa mặt sạch một lần nữa trong nước ấm và vỗ nhẹ, dùng khăn khô, sạch, mềm để lau khô da. Bước 4. Dùng dầu tẩy trang thấm vào bông, lau và tẩy những lớp trang điểm trên khuôn mặt. Đây là bước quan trọng vì rửa bằng nước và sữa rửa mặt không thể loại bỏ hết cặn trang điểm. Bước 5. Sau khi dùng dầu tẩy trang, bạn có thể dùng toner, những loại dành cho da dầu mụn để giúp se khít lỗ chân lông và làm sạch da một cách triệt để. Hoàn thành xong 5 bước, bạn có thể áp dụng các loại mỹ phẩm dưỡng da tiếp theo như serum, kem dưỡng ẩm, v.v.